Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện khu di tích lịch sử Đền Hùng đang khẩn trương chỉnh trang các công trình, cảnh quan, tạo không gian xanh sạch đẹp đón đồng bào du khách hành hương về viếng mộ tổ. Khu vực cổng chính Đền Hùng, những ngày này, công nhân của Trung tâm Dịch vụ Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật khu di tích đang tất bật cắt tỉa cây xanh, sắp xếp và trồng mới các loại hoa. Đây là một trong những điểm check-in không thể bỏ qua của người dân và du khách trong hành trình về với đất tổ cội nguồn. Thì mỗi anh chị em công nhân lao động thì cũng gọi là cố gắng hết sức để phục vụ trồng trang trí cây cảnh cho được xanh thích tốt cho khu di tích, tạo ấn tượng cho đồng bào du khách về thăm dỗ tổ Hùng Vương. Dỗ tổ Hùng Vương năm nay gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vì vậy, khu di tích lịch sử Đền Hùng đã có kế hoạch chỉnh trang khuôn viên, tôn tạo cảnh quan phục vụ dỗ tổ. Trong đó trang trí cờ hoa tại trục hành lễ, cổng đền, khu vực ngã năm đền giếng và các đền. Khu vực hồ Mai An Tiêm cũng đang được lắp hệ thống đèn LED tạo không gian lung linh huyền ảo cho Đền Hùng về đêm. Tất cả những công việc này sẽ được hoàn thành trước ngày 1 tháng 3 âm lịch. Từ ở Ninh Thuận về đây thì thấy cảnh quan rất là đẹp, xanh sạch đẹp và thoáng mát. Ước nguyện rất là lâu rồi mà bữa nay mới được, cũng như là đến tận nơi này mới thấy được cái sự mà linh thiêng của vua cha đất tổ nơi đây. Chúng tôi đã khẩn trương chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất và bên cạnh đó đã tiến hành chỉnh trang trong khu di tích, bổ sung hệ thống cây cảnh cũng như hệ thống đèn chiếu sáng. Cùng với việc chỉnh trang cảnh quan vệ sinh môi trường, khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 cho người dân, du khách, đảm bảo tổ chức dỗ tổ an toàn, trang nghiêm, thành kính, phù hợp với trạng thái bình thường mới.